đường Lê Lợi đối diện với lại cổng chợ Đầm thành phố Nha Trang, thành phố đó biển Nha Trang, khu Lê Lợi đây ngay góc Lăng Ông thì nổi tiếng với lại một khu nem nướng của Nha Trang. Nem nướng rất là nổi tiếng, rất là nhiều quán nem nướng tập trung khu này và rất là đông khách của quán. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái món nem nướng rất là nhiều người biết đến, rất là rẻ, rất là bình dân, một quán rất là sạch sẽ và ngon của thành phố Nha Trang, nem nướng Vũ Thành An đây các bạn, tại số 15 Lê Lợi, số 15 Lê Lợi thành phố Nha Trang. Đây, nhân viên ngồi đợi khách dắt xe rất là nhiều, khách cũng đang đông quán, một số bạn có quầy nem chua cho khách mua mang về các bạn. Đây là nem nướng nem chua Vũ Thành An, trong đây là quầy bán hàng cho khách, đây những cái bì mà bỏ sẵn cho khách mang về, nhân viên đang múc dưa chua là rau và bánh tráng để sẵn để cho khách mua mang về là các bạn, vì lượng khách rất là đông nên là quán luôn làm sẵn rau và những cái gia vị nước mắm và tỏi rất là nhiều để cho khách cần có liền. Không thể thiếu của món nem nướng Nha Trang, nem nướng Vũ Thành An này các bạn, từ chuối chát đến dưa leo và xoài được cắt lát mỏng rất là đẹp mắt, rất là đều, và cả những hành hè và rau thơm các kiểu salad. Đây là khu vực rau và nem nướng để sẵn của quán Vũ Thành An, mà quán rất là đông nên cái lượng thức ăn chuẩn bị sẵn rất là nhiều, thì các bạn có thể thấy viên của quán đang múc sốt chấm của món nem nướng Vũ Thành An cho khách. Đây, quầy nước sốt được luôn hâm nóng bởi một cái nồi nhỏ. Đây là không gian chính của quán, bàn ghế rất là ngăn nắp, rất là gọn gàng, nhân viên cũng rất là đông, bạn có thể thấy người đang ăn nem nướng. Đây là hành tím ngâm và nhân viên đang lột và đem chua để mà nướng cho khách, nhân viên rất là đông. Đây là cái bếp BBQ, bếp lửa than hồng để nướng nem chua dành cho khách. Đây là cái bảng giá nem nướng Vũ Thành An, đây 37.000 phần, rất là rẻ, rất là bình dân. Nem chua chỉ có 4.000 cái thôi. Ở đây con có thể là ăn bún thịt nướng và cả bò nướng mè và nướng lùi nữa luôn. Đây các bạn có thể thấy nhân viên để ngồi trước quán để mà cho nhân viên đang bỏ trong bì cho khách mang về. Rau hoặc là sốt được nhân viên làm rất là nhiều để sẵn. Đây là những cái phần nem nướng nhân viên luôn chuẩn bị sẵn để cho khách mang về, vì cái lượng khách ở đây rất là đông. Đây, khách đang chuẩn bị rồi.
cái lượng khách rất là đông. Đây nhân viên của quán nem nướng Bồ Nang đang quậy sốt. Ở trong thì những nhân viên khác đang lấy rau và kẻ nem nướng đem lên bàn một cách nhanh chóng. Còn bên khâu này thì dành cho thực khách mang về. Tìm những cái thức ăn để sẵn các bạn cho khách mang về nè. Những cái gia vị nào bánh tráng nào gì dưa chua được đóng chuẩn bị sẵn. Và cả cái lượng nhân viên thì các bạn thấy đó, nhân viên cũng rất là đông để phục vụ một cách tốt nhất và ân cần nhất, và không phải chờ lâu khi mà vô quán nem nướng của Thành An. Khách một tí xíu nhưng mà khách đã gần đầy nữa rồi các bạn. Quán mình mở từ năm bao nhiêu đến giờ, hoặc là được bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Mở năm 1995. 95 là được 22 năm rồi hả cô ha? Quán mình là mở cửa từ mấy giờ và đóng cửa mấy giờ cô? Mở cửa từ 7 giờ rưỡi sáng, đóng cửa là 20 giờ 30 tối. Là 7 rưỡi sáng là mở cửa ra và 8 giờ rưỡi tối là đóng vô. Dạ. Cho con hỏi là cái những cái thực phẩm hoặc là những cái món mà chính của quán mình là món nào cô? Là nem nướng đặc sản của quán. Dạ. Còn ngoài ra là còn món nào không cô? Có thêm các món nữa là món thịt nướng nè, và nướng mè, và nướng lụi. Dạ rồi, cô cảm ơn cô Nhi. Chả lụa rồi các bạn. Dạ dạ, cô cảm ơn cô Nhi nhiều ạ.